Xin cảm ơn đoàn Phú Thọ. Tiếp theo mời đoàn Nghệ An, thanh niên Phật tử tỉnh Nghệ An tham gia hội trại Hào Khí Thăng Long năm nay có 70 thanh thiếu niên đại diện cho hơn 2 triệu tín đồ Phật tử trong toàn tỉnh Nghệ An. Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam trừ thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thuộc vùng Bắc Trung Bộ. Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Vinh, nằm cách thủ đô Hà Nội 300 km về phía nam. Trước đây, Nghệ An với Hà Tĩnh là một, được gọi là Hoan Châu trước đời nhà Lý. Nghệ An Châu, đời nhà Lý nhà Trần, gọi là xứ Nghệ năm 1490, đời vua Lê Thánh Tông, rồi trấn Nghệ An. Năm 1831, vua Minh Mạng chia trấn Nghệ An thành hai tỉnh, Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm 1976 đến 1991, Nghệ An Hà Tĩnh xác nhập thành Nghệ Tĩnh. Năm 1991 lại tách ra thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đến với hội trại năm nay, tỉnh Nghệ An dâng cúng chư tôn đức cũng như toàn thể các hội trại tham dự hội trại năm nay, màn chống tế đặc sắc của xứ Nghệ xin được phép bắt đầu. Chư tôn đức đang lắng nghe hồi chống tế, một món ăn đặc sản tinh thần của người dân xứ Nghệ. Nhờ tiếng trống này mà quân và dân Nghệ An theo lời hiệu triệu của vua áo vải Hoàng đế Quang Trung tiến ra thủ đô vào thế kỷ 17, đánh tan 20 vạn quân Thanh, giải phóng thủ đô Hà Nội. Những tiếng trống thúc giục lòng người, và nhờ những tiếng trống này, tuổi trẻ xứ Nghệ chúng con luôn phát huy tinh thần của tuổi trẻ, nhiệt huyết dấn thân phụng sự Phật pháp, ngưỡng mong chư tôn đức chứng minh cho lòng thành của chúng con. Xin cảm ơn đoàn Nghệ An. Tiếp theo, đoàn Tuyên Quang.